Bọn mình hãy cùng unbox chiếc áo mới của AP House nhé. Form áo hoodie này xinh cực nha. Phần mũ khá to rộng, hai lớp. Các chi tiết chữ và hình ở phía trước là được thêu rất là chắc chắn, tỉ mỉ và dày dặn cực nha. Áo có chất liệu là nỉ lót bông, siêu ấm. Bạn này có hai màu là đen và xanh rêu. Cùng mặc thử lên nhé. Nếu như Tết mọi người không thích mặc áo dài thì có thể mặc áo hoodie giống như mình. Mặc Tết nhé. Nghe nói đây là hai cái mẫu chân váy đang cực kỳ hot ở trên TikTok. Bạn này thì mình thấy có 3 màu là nâu, đỏ và đen. Màu đỏ thì cực kỳ hot, nhưng mà cái kiểu style của mình nó sẽ hơi basic một tí nên mình lựa chọn cái màu nâu. Có hai dáng, một dáng ngắn và một dáng dài. Hai bé này có chất liệu là vải dạ mềm và đều có size nhé. Thấy cái màu nâu này nó đẹp mà đúng không mọi người? Form rất là xinh nè. Điểm tinh tế tiếp theo là dù giá rất là rẻ nhưng mà bên trong đều có thêm một lớp bảo hộ nữa nè. Bây giờ phối đồ với mình nha. Năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no. Như một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo đài mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành, chào một năm mới bình an. Hoa đào thơm tươi, hoa mai đua màu, người người cầu may. Cuối năm rồi, bọn mình sẽ thử một cái phong cách tiểu thư bánh bèo rất là phù hợp với dịp lễ Tết nha. Thêm một chiếc kẹp càng cua. Dạ, đây là nhân vật chính của bọn mình, chỉ ở hơn 100k một xíu thôi. Với chất liệu là nhung tăm, bạn nào mà thích phong cách bánh bèo tiểu thư nhìn là sẽ mê này. Phần bèo nhún ở cổ và bên dưới trông khá là lạ nhỉ. Sau đó thì mình sẽ thêm một ít phụ kiện cho bánh bèo hẳn đi. Quan trọng nhất là một chiếc túi với cùng tông màu và cùng phong cách, một set đồ rất mùa lễ hội của cuối năm dịp lễ Tết. Ngoài màu đen áo còn có thêm cả màu nâu nữa và sẽ có size M và L. Giá như bạn này có size S thì sẽ xinh hơn rất là nhiều nhỉ. Tuy nhiên cái form này thì không nên mặc bó quá đâu mọi người. Mình thấy size M cũng khá là hợp lý rồi. Chỉ hơn 100k thì đây là một chiếc áo nên tậu. Bye bye.